Khoảng 11 giờ trưa, dòng xe đang chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương. Khi đến cầu Bình Thuận, quận Bình Tân, thì bất ngờ một ô tô bán tải, một xe 16 chỗ và một xe container liên tục đâm vào nhau. Trong khi vụ va chạm liên hoàn này chưa được giải quyết, thì một xe ô tô 4 chỗ và một xe bồn trộn bê tông lại va chạm tiếp trong lúc di chuyển qua hiện trường này. Các phương tiện nằm chắn hết một làn đường ô tô, dẫn đến việc kẹt xe kéo dài nhiều km trên quốc lộ 1. Khi lực lượng cảnh sát giao thông có mặt thì tài xế của 3 trong số 5 xe trên đã tự thỏa thuận được và cho phương tiện rời đi.